thua lỗ chứng khoán, thanh niên lên kế hoạch giết chủ nợ. Nợ nần vì chơi chứng khoán bị thua lỗ, Đào Ngọc Hà, ở Hà Nội, nảy sinh ý định và thực hiện hành vi giết chủ nợ. Chiều mùng 6 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Hà, sinh năm 1991, ở Mê Linh, Hà Nội, mức án 10 năm tù về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2022, bị cáo chơi chứng khoán, bị thua lỗ. Hà đã nhiều lần vay tiền của anh Hoàng Văn Thu, sinh năm 1991, người cùng thôn. Đến tháng 6 năm 2022, Hà còn nợ anh Thu 65 triệu đồng. Do không còn khả năng trả nợ, bị cáo nảy sinh ý định nhờ anh Thu viết giấy cho Hà vay số tiền 200 triệu đồng. Nhiều hơn số tiền thực tế đã cho vay, với mục đích dùng giấy cho vay trên để xin tiền gia đình trả nợ. Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2022, Hà nhắn tin cho anh Thu, hẹn tối gặp nhau để nhờ viết hộ giấy vay tiền. Anh Thu đồng ý, bảo Hà qua nhà gặp mình. Chiều cùng ngày, Hà đi gặp anh Thu. Khi đi đến đường đê sông Hồng, thuộc xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội, bị cáo nghĩ tới chuyện nợ nần của mình, lo nghĩ không biết gia đình có cho tiền để trả nợ không. Lúc đó, bị cáo nảy sinh ý định giết anh Thu rồi tự tử. Hà phóng xe đi mua dao nhọn rồi giấu vào chỗ để chân của xe máy. Đến khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, Hà đến nhà, chở anh Thu ra đường đê tả sông Hồng để nhờ anh viết hộ giấy vay nợ. Khi đến đường bê tông liên thôn thuộc địa phận xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thấy vắng người qua lại và không có ánh điện, bị cáo dừng xe. Hà mở cốp xe lấy sổ và bút cho anh Thu viết giấy cho vay tiền. Diễn biến sau đó, trong khi anh Thu vừa cầm điện thoại soi, vừa viết giấy cho vay thì Hà rút dao, chém nhiều nhát vào đầu khiến anh Thu choáng, ngã. Chưa dừng lại, khi anh Thu đứng dậy thì bị Hà đâm thêm một nhát vào trán. Trong lúc hoảng sợ, anh Thu chạy vào nhà chị Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1992, ở gần đó. Sau khi không đuổi kịp anh Thu, Hà vứt dao xuống mương nước, lên xe máy, bỏ đi. Được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời, anh Thu bị tổn hại 10% sức khỏe. Hai ngày sau khi gây án, Đào Ngọc Hà đến công an huyện Mê Linh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.